tin hot mọi người ơi. Mới đây, trên mạng xã hội lan truyền đoạn clip của một người phụ nữ được cho là hàng xóm gần nhà Sơn Tùng MTP ở Thái Bình, hết lời khen tình cũ của Sơn Tùng là Thiều Bảo Trâm. Đồng thời, người này khẳng định bố mẹ của Sơn Tùng từng rất thích cô con dâu hụt Thiều Bảo Trâm và cả làng đều biết, đúng là ngọt ngào đến mấy cũng tan thành mây. Cưới chứ về nhà. Chưa cưới đâu. Đắt nhau về rồi đấy. Em Sơn Tùng có người yêu chưa? Em Sơn Tùng thì tôi không biết, nhưng mà biết rõ là lai lịch của